Xin chào các bạn. Hiện tại mình đã nhận được rất nhiều phản hồi của khách hàng, có phản hồi là hướng dẫn phần cách đấu nối cái phần công tắc cửa cuốn cơ hiện trạng của nhà khách hàng sang công tắc cửa cuốn tia thông minh Wi-Fi hoặc là Zigbee. Thì với các cái phần hướng dẫn của cái phần sản phẩm sơ đồ đấu nối thì toàn bộ các phần hướng dẫn đã có một tờ giấy đi kèm theo bộ sản phẩm. Khách hàng có thể đọc trực tiếp ở trong đấy để hướng dẫn. Tuy nhiên, có một vài trường hợp thì khách hàng vẫn chưa hiểu phần hướng dẫn đấy. Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đấu nối giữa công tắc cơ hiện tại cửa cuốn của nhà các bạn sang công tắc tia thông minh này để điều khiển lên trên app điện thoại. Còn về cái phần cấu hình công tắc lên trên điện thoại để điều khiển điện thoại từ xa thì mình đã có video hướng dẫn rất cụ thể đối với dạng Wi-Fi, đối với dạng Zigbee thì như thế nào, thì các bạn có thể xem ở cái kênh YouTube của mình qua các video đấy. Còn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sơ đồ đấu nối để các bạn có thể cụ thể hơn. Thì ở đây các bạn có thể thấy là ở bên tay trái của mình nó là cái phần sơ đồ đấu nối dây cũng như là sơ đồ nhấn nhả của từng công tắc. Các bạn chú ý là đối với cả cái phần công tắc cơ này nó có hai dạng công tắc cơ để điều khiển cửa cuốn. Một dạng công tắc cơ. Ở đây mình sẽ sử dụng cái này. Các bạn chờ trong chút. Có hai dạng điều khiển công tắc cơ mà các bạn chú ý. Một là các bạn chú ý cho mình là cái công tắc cơ nó ở dạng nào, cái nút dừng nó đang ở dạng nào, cái nút stop. Tức là nút dừng này nếu trong trường hợp mà hiện tại mà các bạn không ấn gì cả mà nó ở đứng nguyên ở cái trạng thái đấy là thường đóng, đây là công tắc thường đóng, thì ở tương ứng với cả cái phần công tắc thông minh thì các bạn ghi thấy ghi chú của nhà sản xuất là với công tắc có tiếp điểm stop là thường đóng thì dây dừng sẽ đấu vào LC, và với công tắc có tiếp điểm stop là thường mở thì dây dừng sẽ đấu vào LO. Chính vì vậy các bạn chú ý cho mình là hiện tại với cái ảnh mà mình diễn giải cho các bạn đây nó là đang là thường đóng. Chính vì vậy là các bạn sẽ phải đấu cái dây dừng vào cái phần MC và các bạn chú ý cái điểm đấy. Còn với trường hợp mà các bạn khi mà các bạn tháo công tắc ra mà nó đang là thường mở thì các bạn sẽ phải đấu vào ở cái phần LO. Đây là tùy thuộc từng cửa cuốn. Và với sơ đồ cửa cuốn này thì mình thấy là nó đang chiếm đến khoảng độ 90% là áp dụng thực tế có thể đấu nối được. Còn độ 10% còn lại là tùy thuộc vào các phần của nhà sản xuất. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối. Các bạn chú ý là đối với cả cái phần cấp nguồn, đây là cái dây điện. Các bạn chú ý cho mình. Đây là điện cấp nguồn. Thì với cái phần điện cấp nguồn này bắt buộc nó sẽ là từ 110V đến 240V. Đây là điện xoay chiều VAC. Đây là điện xoay chiều, các bạn chú ý. Và đối với cả K1, K2, K3, K1, K2 NOLC đó là tiếp điểm khô, và tiếp điểm này là kể cả không nó sẽ không có điện. Chính vì vậy là nó sẽ tương ứng với cả các cái phần đầu nối dây. Và các bạn chú ý cho mình là với công tắc của bên Linky Smart phân phối thì nó fix được hai lỗi cơ bản nhất mà các công tắc cửa cuốn hiện tại đang không làm được. Đó là khi các bạn đấu nối phần cửa cuốn và công tắc cơ sang công tắc thông minh này thì các bạn vẫn có thể sử dụng được remote theo cái bộ cửa cuốn bình thường mà không có trạng thái nào mà không bị ảnh hưởng gì cả. Cái fix thứ hai đó là nếu trong trường hợp cửa cuốn của nhà các bạn có tính năng đấy là dừng khi vật cản thì cái công tắc cửa cuốn này vẫn khi lắp vào thì cái dừng khi có vật cản vẫn hoạt động sử dụng bình thường, bởi vì ở đây nó là cái phần thao tác nhấn nhả. Và với nguyên lý hoạt động thì các bạn có thể theo dõi ở các phần video mình đã cấu hình và mình đã hướng dẫn nói chi tiết rồi. Và bây giờ mình sẽ đi trực tiếp vào cái phần vẽ, vào cái phần đồ dây. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là dây chung. Các bạn chú ý là đối với cả dây chung mình sẽ cho đúng màu đi. Cái dây chung này các bạn đấu cho mình vào cổng con. Dây chung sẽ là cổng con. Và đối với cả cái phần dây dừng, các bạn nhìn chú ý dây dừng, mình kéo ra ngoài này cho nó dễ. Dây dừng các bạn đấu cho mình ở đây là nó là thường đóng, chính vì vậy là mình phải đấu nối vào cái phần LC. Tiếp theo là cái phần dây lên thì các bạn đấu trực tiếp vào K1 hoặc K2 đều được, ở đây là do mình quy ước thôi thì mình sẽ đấu vào K1 đấy. Tiếp theo cái dây, phần dây xuống
các bạn đấu trực tiếp vào K2 đây xuống, đấu trực tiếp vào K2 đây. Và đối với kẻ cái trường hợp là dây cấp nguồn, bởi vì thường thường các cái ổ cắm của cái phần động cơ của cuốn nó sẽ không có điện cấp nguồn 220V mà nó chỉ có bốn cái dây này thôi, thì các bạn có thể kéo từ trên cái hộp trung tâm xuống, hoặc là các bạn có thể đấu lối sang bên cạnh, hoặc các bạn có thể đi dây nào, tùy thuộc vào địa hình và tùy thuộc vào khu vực của nhà bạn mà các bạn có thể cấp điện 220V. Và đây nó chính là cái sơ đồ hướng sơ đồ đấu lối và kết nối của công tắc cơ sang công tắc thông minh sử dụng app Tia Smart, và các bạn có thể điều khiển trực tiếp ở trên điện thoại và điều khiển trực tiếp thực ra. Nó rất đơn giản thôi, các bạn có thể nhìn, các bạn có thể nhìn thấy ngay. Để. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.